việc sử dụng camera quay lén để ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ không chỉ diễn ra ở cuộc sống đời thường mà không ít những nghệ sĩ nữ ở thị trường giải trí K-pop cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Sự việc Châu Bùi bị đặt camera quay lén tại một studio ở thành phố Hồ Chí Minh như một hồi chuông cảnh tỉnh về sự cảnh giác cao độ khi ở nơi công cộng. Đối với cộng đồng fan K-pop, chắc hẳn nhiều người cũng còn nhớ Blackpink cũng là những nữ idol từng bị không ít lần rơi phải trường hợp nghi bị khán giả tặng gấu bông có gắn camera quay lén. Lisa là một trong những nữ thần tượng không ít lần tỏ rõ thái độ về việc không muốn khán giả ném gấu bông lên sân khấu. Tại concert Bombing ở sân vận động Mỹ Đình, khi Blackpink đang biểu diễn ca khúc Stay, một nhân viên thuộc ekip concert đã bất ngờ ném gấu bông lên sân khấu, khiến cho Rose không khỏi giật mình. Ngay sau đó, khi các thành viên khác đang giao lưu, Lisa đã tiến tới khu vực rìa sân khấu và thẳng tay ném gấu bông xuống sân khấu. Hành động dứt khoát này của em út Blackpink từng gây ra tranh cãi khi nhiều người cho rằng cô hành xử kém tinh tế. Tuy nhiên, với các fan K-pop nói chung và Blackpink nói riêng, điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi trên gấu bông hoàn toàn có khả năng có camera quay lén với mục đích xấu. Đây không phải là lần đầu tiên Lisa có phản ứng mạnh mẽ về việc fan ném gấu bông lên sân khấu. Cũng trong một đêm nhạc thuộc tour diễn vòng quanh thế giới Bombing, đoạn clip được đăng tải cho thấy phản ứng của Lisa trước món quà có gắn camera quay lén được nhiều cư dân mạng Trung Quốc quan tâm. Theo đó, một khán giả đã ném chú gấu bông lên sân khấu. Lisa đã nhanh chóng phát hiện điều bất thường từ món quà, nghi ngờ con gấu bông có camera. Thành viên nhóm nhạc Blackpink nhanh chóng trả lại món quà cho khán giả để tránh những vấn đề phát sinh xảy ra. Hay một lần khác, em út Blackpink cũng tỏ rõ thái độ, yêu cầu đừng ném về hành động tương tự với một khán giả tại concert Bombing. Pha xử lý của Lisa nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đoạn video ngắn chưa thể hiện rõ việc nữ thần tượng có thực sự phát hiện ra camera giấu kín hay không, nhưng hành động của Lisa cho thấy sự nhạy bén, cẩn trọng, cần thiết. Lisa đã góp phần giúp các thành viên Blackpink bảo vệ hình ảnh riêng tư. Đặc biệt, trong trường hợp đó, cả ba thành viên còn lại, Rose, Jennie và Jisoo còn đang mặc váy ngắn. Được biết, đoạn video nói trên nhanh chóng thu về lượng tương tác khủng ngay khi vừa được đăng lên trên mạng xã hội Weibo. Chỉ trong thời gian ngắn, từ khóa món đồ được ném lên sân khấu có gắn camera còn leo thẳng lên vị trí số 1 trên hot search Weibo, bảng giải trí. Khác với Lisa, hai cô chị của Blackpink có pha xử lý nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Cụ thể, khi đang đứng trên sân khấu giao lưu với fan, chị cả Blackpink bất ngờ bị một khán giả ném đồ nhưng may mắn né kịp. Vì quy định không được nhận đồ từ fan, Jisoo chỉ quay lại cười và thậm chí là xin lỗi người fan vì không được nhận món quà. Dù suýt bị ném trúng vào mặt, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn rất nhẹ nhàng với khán giả này. Trong khi đó, tại fan meeting của Blackpink, Jennie từng được tặng chiếc nhẫn kim cương phiên bản siêu to khổng lồ. Nhận món quà đặc biệt từ người hâm mộ, cô nàng không giấu sự phấn khích và hào hứng. Tuy nhiên, khi chào tạm biệt fan, Jennie đã cẩn thận ngắm nhìn lại chiếc nhẫn. Clip ghi lại khoảnh khắc này từng làm dậy sóng cộng đồng fan vì nghi vấn Jennie phát hiện trong chiếc nhẫn có camera. Cuối tháng 10 năm 2021, YG đã thông báo về việc Blackpink dừng nhận quà bằng hiện vật từ fan. Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái bảo vệ các thành viên trong nhóm nhạc của YG trước tình trạng một số khán giả gửi những món đồ gây hại cho nhóm, thậm chí gắn camera quay lén trong quà tặng.